bộ đế đẹp không? Anh dịch giùm em cái dây. Cái này nó chắc không? Cột kiền bóng lấy cái góc là lại. Cao ăn nhầm gì? Thôi đỡ ngang đi, đỡ ngang được đi. Đó, đỡ vậy đó. Rồi ok. Thả cái tay cho nó thăng bằng hả? Được không? Được. Được. Cố đi. Dính chưa? Rồi anh đi ở giữa. Gịch cái đây nè. Gịch cái nhánh này vô nè. Đây này không có củ. Con xem cái chuyện nó sao gì. Quá đẹp. 10 triệu. Về chở về Phương Lâm. Trời ơi. Gãy cây ra mất rồi.